Vâng, và xin chào tất cả các bạn, cùng trở lại với nhóm mình là Virus. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mở cái gom stock luxury nha. Ở trên siêu thị xin lỗi. Một tay khá là điêu luyện. Đúng khó luôn. Xong rồi. Gói hàng. Đây và cuối cùng chúng tôi cũng đã mở xong. Đây là món con hàng nữa thật thầy tình luôn. Gói hàng cùng thôi. Con hàng luôn nha. Luôn xưa. Và cuối cùng chúng ta cũng đã mở xong con hàng Glossary Extra House. Bề ngoài thì nhìn nó màu đen, nó khá cũ. Đằng sau có rất nhiều là chữ tiếng Tàu, tiếng Tây, tiếng Ta hay gì đó. Bla 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 gì đó. Cắm xịt vô nữa mà Made in Japan. Japan ở đâu thì chắc này hàng cũ nữa rồi. Sẽ mở thử cái nắp ra. Đây là con sịt. Sịt thử dưới đây xem nó nghe mùi gì. Mùi này là cái mùi y hệt như cái mùi kẹo. Mùi này cũng dễ chịu, cũng không có khó chịu mấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn.